Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 11 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 8 năm 2024, bản tin gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị lần thứ 16 khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm báo cáo kết quả chuẩn bị đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều chủ trì hội nghị. Đến nay, cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Hội nghị sáng nay thông qua tờ trình dự kiến nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Về công trình phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động xây dựng 754 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 151% so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, mặt trận các cấp còn hướng dẫn hỗ trợ thực hiện mô hình ấp khóm không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi huyện thành phố có nhất một đơn vị cấp xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Toàn tỉnh có nhất 25% ấp khóm không còn hộ nghèo. Hôm qua, đoàn công tác của huyện ủy U Minh đến kiểm tra hai đơn vị đảng ủy xã Khánh An và đảng ủy xã Nguyễn Phích về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2024 và công tác chuẩn bị đại hội chi bộ, đảng bộ, nhiệm kỳ 2025-2030. Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác giải quyết đơn yêu cầu khiếu nại tố cáo, bảo vệ chính trị, nội bộ, kết quả công tác quy hoạch cán bộ. Về công tác chuẩn bị đại hội, đoàn công tác huyện ủy U Minh yêu cầu đảm bảo công tác xây dựng văn kiện nhân sự chu đáo chất lượng. Theo kế hoạch, các tổ kiểm tra của huyện ủy U Minh sẽ tiếp tục kiểm tra ở 6 trên 6 đảng bộ xã thị trấn còn lại trong tháng 8 này. Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện vào chiều hôm qua. Đây là hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, cấp huyện với cán bộ hội viên phụ nữ đầu tiên trong tỉnh Cà Mau năm 2024. Tham gia buổi đối thoại, có 50 cán bộ hội viên phụ nữ, có trên 20 kiến nghị được nêu ra, mong muốn cấp có thẩm quyền quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ nữ. Có cơ chế chính sách hỗ trợ, đặc biệt là cán bộ nữ ở cơ sở, thị trấn khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các chính sách bảo hiểm y tế cho phụ nữ ấp khóm cần có giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, chăm sóc sức khỏe trẻ vị thành niên. Một số vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, tâm quyết, trách nhiệm, lãnh đạo huyện Phú Tân và các cơ quan ban ngành liên quan đã tập trung lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên phụ nữ. Qua đó giải đáp thỏa đáng những kiến nghị đề xuất, ghi nhận những khó khăn để tháo gỡ, tiếp tục phát huy vai trò vị trí của phụ nữ trong thời gian tới. Hôm qua tại xã Lâm Hải, Ủy ban nhân dân huyện Nam Căn tổ chức lễ ra quân phát động phong trào chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã triển khai các nội dung liên quan đến chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn vận động người dân không tham gia khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, tích cực đấu tranh tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt như xiết xung điện, thuốc cá, không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ, phương tiện khai thác nguồn lợi thủy sản có tính chất hủy diệt tận diệt. Tại buổi lễ, người dân của xã Lâm Hải đã giao nộp và ký cam kết không sử dụng các thiết bị, vật liệu, ngư cụ có tính hủy diệt tận diệt để khai thác đánh bắt thủy sản. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Căn vận động 20 phần quà trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lâm Hải. Trên địa bàn huyện Ngọc Hiển hiện có 95 tàu cá nằm ngoài danh sách quản lý tàu cá của chi cục thủy sản và của địa phương, gọi là tàu cá 30. Tàu cá 30 là không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép hoạt động. Để đảm bảo trong việc kiểm soát tàu cá,
huyện đã tiến hành số hóa cho các tàu 30 và chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các đồn biên phòng kiểm soát chặt chẽ, không để các phương tiện ra biển đánh bắt thiếu an toàn. Hiện nay, huyện Ngọc Hiển tăng cường công tác phân loại tàu cá, rà soát nắm lại nhu cầu của các chủ tàu cá 30 để có hướng chuyển đổi ngành nghề đánh bắt. Đến cuối năm nay, huyện Ngọc Hiển sẽ chấm dứt tình trạng khai thác đối với các nghề mang tính tận diệt, hủy diệt nguồn lợi thủy sản. Khuyến khích các chủ phương tiện phát triển các nghề đánh bắt xa bờ mang lại hiệu quả kinh tế cao như lưới cá chim, cá khoai. Chiều hôm qua, lãnh đạo huyện ủy Ngọc Hiển có buổi làm việc với xã Tân Ân Tây để nắm lại tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Qua làm việc, lãnh đạo huyện ủy Ngọc Hiển lưu ý xã Tân Ân Tây tiếp tục nhân rộng các mô hình có hiệu quả để người dân thực hiện, tăng cường tuyên truyền vận động để người dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sạt lở trong mùa mưa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất trong đảng bộ và toàn xã hội, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tính đến nay, xã Tân Ân Tây đã thực hiện đạt 14 trên 19 tiêu chí. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác vận động xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân tại thành phố Cà Mau. Theo báo cáo của Hội Nông dân thành phố Cà Mau, tổng số tiền quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đang quản lý trên 4 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân đã thực hiện 125 dự án với số tiền trên 21,6 tỷ đồng, có gần 1.000 hộ viên vay vốn. Trong kỳ đã thu hồi vốn đến hạn được 74 dự án, số tiền trên 12,5 tỷ đồng. Hiện tại có 51 dự án đang thực hiện với gần 9 tỷ đồng, còn dư nợ 56 dự án với số tiền trên 9,2 tỷ đồng. Các mô hình dự án từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố đã góp phần khắc phục được một phần khó khăn hiện nay của hộ viên nông dân như giải quyết được tình trạng thiếu vốn sản xuất, công lao động nhàn rỗi tại địa phương, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Các mô hình liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác xã có hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng của hộ viên nông dân. Với mục đích xây dựng mô hình thí điểm làm cơ sở để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc, sáng nay Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thí điểm mô hình điểm hỗ trợ pháp luật cộng đồng miễn phí. Dự thảo kế hoạch triển khai thí điểm mô hình điểm hỗ trợ pháp luật cộng đồng miễn phí mang tính chất xã hội hóa. Mô hình này được thiết kế để cung cấp tư vấn pháp lý và hỗ trợ thông tin pháp luật cho cộng đồng, đặc biệt tập trung vào các nhóm dân cư yếu thế như trẻ em, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong giai đoạn đầu, 2 năm 2024-2025, mô hình sẽ được triển khai thí điểm tại một số tỉnh thành. Từ năm 2026 trở đi, sẽ nhân rộng trên phạm vi cả nước. Các điểm hỗ trợ pháp luật sẽ hoạt động dựa trên nguyên tắc miễn phí, công bằng, chuyên nghiệp và dễ tiếp cận. Ngoài ra, mô hình cũng sẽ tổ chức các lớp học pháp luật miễn phí, xây dựng và phát hành các tài liệu tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Đặc biệt, mỗi điểm sẽ có sự tham gia của các chuyên gia pháp luật để trực tiếp hỗ trợ người dân về các vấn đề pháp luật phát sinh. Phần lớn ý kiến tại cuộc tọa đàm thể hiện sự đồng thuận với dự thảo kế hoạch mà Bộ Tư pháp xây dựng. Bên cạnh đó, có một số ý kiến góp ý, đề nghị đảm bảo mô hình điểm hỗ trợ pháp luật cộng đồng miễn phí, thực hiện không bị trùng lắp với các mô hình hỗ trợ pháp lý đang thực thi. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ tổ chức tập huấn triển khai các văn bản mới về sở hữu công nghiệp. Theo đó, các đại biểu được tập huấn các nội dung về xác lập quyền sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định mới của Luật Sở hữu Trí tuệ và các văn bản hướng dẫn. Song song đó, triển khai các kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển các tài sản trí tuệ và hỗ trợ các sản phẩm OCOP về sở hữu trí tuệ, thiết kế bao bì, nhãn hàng hóa năm 2024. Qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về sở hữu công nghiệp, kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, thực thi quyền sở hữu công nghiệp và đội ngũ làm công tác nghiên cứu quản lý. Sáng nay, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Cà Mau tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 24 năm 2024 của Bộ Tài chính.
Tham gia khóa đào tạo có hơn 200 học viên đến từ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị sử dụng ngân sách khác trên địa bàn tỉnh. Khóa đào tạo diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 8. Các nội dung được hướng dẫn sẽ giúp học viên cập nhật các chế độ kế toán theo thông tư mới, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao công tác tài chính kế toán của các đơn vị. Cũng trong sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em cho cán bộ, người làm công tác trẻ em của đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố Cà Mau. Tham dự lớp tập huấn có hơn 250 đại biểu. Trong một ngày tập huấn, các đại biểu được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em gồm những vấn đề trọng tâm trong công tác trẻ em giai đoạn 2023-2025, quy trình hỗ trợ can thiệp cho trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại, cùng với các kỹ năng cần thiết. Từ đó, giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, người làm công tác trẻ em, góp phần thực hiện tốt hơn trong công tác tham mưu, thực hiện quyền trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ trong thời gian tới. Hôm qua, Hội Nông dân và Ban An toàn Giao thông tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Nông dân và Ban An toàn Giao thông huyện Phú Tân tổ chức ra mắt mô hình tuyên truyền an toàn giao thông tại ấp Tân Phong, xã Tân Hải và ấp Thứ Chải A, xã Tân Hưng Tây. Theo đó, mỗi ấp chọn một tuyến đường để xây dựng mô hình. Các hộ dân trên tuyến đăng ký tham gia, cam kết nghiêm chỉnh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Mô hình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân và người dân, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong nhân dân, góp phần kiềm chế và giảm tai nạn giao thông. Chiều hôm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Trần Văn Thời tổ chức công bố quyết định kết nạp đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Cà Mau Eco với 30 đoàn viên. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Trần Văn Thời tổ chức bữa cơm công đoàn để đoàn viên người lao động và đơn vị doanh nghiệp có cơ hội gắn kết, chia sẻ, thấu hiểu những nguyện vọng của đoàn viên người lao động, từ đó củng cố niềm tin của đoàn viên người lao động vào tổ chức công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2024-2025 đã cận kề, nhưng tại một số địa bàn vùng sâu vùng xa vẫn còn những điểm trường chưa có bàn ghế, bảng đen để phục vụ cho công tác giảng dạy. Phản ánh của phóng viên Hồng Nghi Minh Luân tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Trường mới nhưng bàn ghế cũ kỹ, không còn chắc chắn, với đủ kích cỡ khác nhau. Thậm chí nhiều phòng học còn không có bàn ghế, bảng đen là hiện trạng mà trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Điểm trường này dù đã xây dựng hoàn thành vào đầu tháng 8, nhưng đến nay vẫn còn bộn bề khó khăn. Theo ban giám hiệu nhà trường chia sẻ, dù đã cố gắng sửa chữa, tận dụng số bàn ghế có thể dùng tạm được, nhưng nhà trường vẫn còn thiếu tới 50 bộ bàn ghế cho các em học sinh. Trong khi đó, các phòng chức năng cũng không có trang thiết bị để giảng dạy. Sắp xếp rồi cho các em những môn chuyên á, tạm thời là học chung với các môn chung. Thì sau đó khi mà được trang bị bàn ghế đầy đủ rồi sẽ tách các em riêng phòng riêng để các em học. Có rất là nhiều bài loại là phòng nó không có giống nhau, nó không có đồng bộ với nhau. Thì điều này nó gây khó khăn như thế nào cho tới năm học tới của mình ạ? Đúng là cũng khó khăn, bởi vì đối với lớp 1, 2 thì cái số lượng bàn nó nhỏ hơn, khối 3, 4, 5 nó lớn hơn. Tuy nhiên nhà trường tận dụng lại những bàn cũ, những bàn đã nhiều năm cũng rất ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em. Nhưng mà giờ không có bàn ghế biết sao giờ. Đem câu chuyện thiếu bàn ghế, bảng đen tại trường tiểu học Trần Quốc Toản trao đổi với lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện U Minh thì được biết đây không phải là trường hợp duy nhất của huyện hiện nay. Năm học này dù đã nỗ lực vượt khó, nhưng toàn ngành vẫn thiếu hơn 100 bộ bàn ghế học sinh và hiện không có kinh phí để đầu tư mua sắm. Hiện nay là có 2 trường đã xây dựng xong nhưng mà bên trong là chưa có gì như bàn ghế học sinh. Đó là trường tiểu học Trần Quốc Toản của Khánh Tiến và trường tiểu học và trung học cơ sở Đỗ Thừa Tự của Khánh Thuận. Tại vì trước đây là cái gói xây dựng là chỉ có là xây dựng không à, chứ không có trang bị ở bên trong. Cho nên là bây giờ hai cái trường này thì còn khó khăn về cái trang thiết bị bên trong đó, chủ yếu là bàn ghế của giáo viên và học sinh. Đề xuất kiến nghị thì quý lãnh đạo và cấp trên xem xét là hỗ trợ
về cái gói mua sắm để kịp thời phục vụ cái năm học mới. Gần 3 tuần nữa đã đến ngày khai giảng năm học mới 2024-2025. Nếu vấn đề thiếu bàn ghế, bảng đen không được khắc phục thì sẽ khó đảm bảo tốt cho công tác dạy và học. Bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.